Chào tất cả các bác nhé. Hôm trước lên cái video về cái táo đỏ bên mình thì được các bác ủng hộ rất là nhiều. Nhưng mà rất là trong video mình cũng có nói rằng là các bác có thể mua ít một vài cân thì bên mình vẫn tách chứ không phải đi cả đầu thùng. Nên là rất nhiều bác hỏi là bởi vì chỉ sử dụng cho gia đình hàng ngày thôi, cho nên là chỉ muốn 1-2-3 cân, chứ lấy cả thùng 10 cân thì dùng không hết, thì các bác yên tâm nhé. Thì đây, đây là những cái túi 1 cân bên mình vẫn đóng gửi cho các bác đây. Đây đây là một túi 1 cân này được khá là nhiều các bác nhé. Nếu bác nào mà mình không làm hàng mà mình chỉ có nhu cầu để ăn, để trưng, để hầm, để vùng việc gia đình thôi, thì các bác lấy 2-3 cân này thì bên mình vẫn chia ra và đóng túi như này các bác nhé. Đóng một túi zip bạc rất là sạch sẽ cho các bác luôn, và chia từ cái thùng 10 cân này ra các bác nhé. Và các bác yên tâm là táo nhập khẩu chính hãng cho nên là có tem phụ đầy đủ đây. Còn bác nào mà sử dụng nhiều hoặc là các bác có thể gom người mua chung thì các bác nên lấy cả thùng như thế này thì nó giá nó sẽ tốt hơn một chút nhé. Còn các bác nào mà dùng gia đình dùng ít thì các bác cứ lấy túi 1 cân như thế này cho em nhé. Đấy, bác nào ở Hà Nội cần thì các bác cứ alo là bên em có thể giao cho các bác trong ngày thôi. Đây các bác, đây là một túi 1 cân đây. Các bác nhìn cái màu của nó ngoài rất là đẹp này, mà cho qua cái lớp ni lông và ánh sáng thì nhìn trông nó sẽ thơm một chút, chứ ăn rất là ngon nhá. Rồi, bác nào cần táo đỏ thì các bác cứ tự tin nhá. Đấy, chỉ 90.000 một túi 1 cân như này thôi. Sẵn tại Hà Nội, Hà Nội bên em giao luôn trong ngày, còn các bác ở tỉnh thì em ship nhận ship code cho các bác. Táo rất là ngon, dày cùi. Đấy, táo đỏ, còn bác nào mà lấy số lượng nhiều thì các bác gom lấy cho em cả thùng như này. Đấy, một thùng của nó là 10 cân các bác nhá. Đấy, các bác yên tâm là hàng nào cũng sẽ có tem phụ, bởi vì nó là táo Tân Cương chuẩn nhập khẩu chính hãng thì ăn rất là ngon, rất là ok. Đây các bác có thể xem qua này, nó chắc lắm các bác ấn này. Đấy, đây, có nhìn nó cắn ăn rất là ngọt nhá, hạt rất là bé. Đấy, nó chắc, nó có độ đàn hồi chứ nó không bộp, không bóp ép rồi các bác nhá. Rồi, bác nào cần táo đỏ thì các bác alo trực tiếp hoặc là các bác kết nối Zalo em theo cái số em để hiện thị trên cái góc trái bên màn hình các bác nhá. Rồi, cảm ơn các bác rất nhiều.